đâu được bao nhiêu đâu. Nên thôi, giữ sức rồi làm người khác. Anh nhiều khi lúc mà em đi nặn mụn gì nè, em nghĩ trời ơi, khi nào đi học spa đi học nặn mụn không, để nào được nặn cho đã cái nư của mình. Không, biết đâu mai mốt mà đi học nghề theo nghề cái là mụn nó không nhầm lên luôn. Không, em nhưng mà em phải kiểu cái mặt em nó lạ lắm. Lúc nó lên một thời gian xong nó xuống. Một thời gian cũng đi điều trị hồi ở trên Sài Gòn á, em hay vô nhà spa em bên nắng nặn cũng sạch. Xong được một thời gian mặt nó êm hay là êm, về đây tự nhiên nó nổi lại. Trước khi đi học nghề mặt đang vậy thì mới 16-17 tuổi mà chị lên mụn cái chán là như là cơm cháy luôn á, lên nhiều lắm. Xong cái là đi học nghề cái là chủ yếu là để được làm đẹp cho mình trước đã, chứ chưa nghĩ là làm đẹp cho ai hết, chủ yếu là để làm cho mình trước đã. Nghĩa là từ lúc đi học nghề xong rồi thầy điều trị cho, rồi bắt đầu học từ từ, bắt đầu mình cũng biết cách chăm sóc da hơn. Đó là từ lúc đấy giờ mụn nó đỡ, nó không lên lại. Em thấy ai làm bên mảng spa đều rất là đẹp. Nói chung là thời gian đầu cũng tùy người, có nhiều người da xấu lắm, chứ không phải là ai làm spa da cũng đẹp. Nhưng mà mình học mình làm xong rồi mình biết cách á, mình tự chăm sóc bản thân mình phải đẹp trước mình mới làm spa, kiểu người ta nhìn nó uy tín. Chứ mà da mà ụi vô bé này, da nó mụn tê lét mà nó là chỉ mụn cho mình sao được. Kiểu... rồi hồi trước bà thầy bà lúc đấy là bà làm spa rồi, xong rồi lấy chồng của con á, mà đi làm sớm quá với lại cũng không kiêng nắng kiêng đồ, mặt bị nám kinh lắm. Chị á? Không, bà thầy á, đến bây giờ mặt vẫn còn nám, nhưng mà nó đỡ hẳn rồi. Ngày xưa mặt kinh lắm, xong rồi có nhiều người người ta bảo chứ ngày xưa bị nám nhiều mà sao giờ thấy đỡ, thấy hết rồi á. Đó là người ta cũng tin tưởng người ta theo. Chị ơi, từ từ cho em nghỉ giải pháp xem. Đợi xíu. Chị làm cái một bọc hả? Ừ, đang mà cái đấy nó đang là đấy mà ta. Không, bắn luôn rồi nè. Bắn đâu không biết. Già rồi, nhanh là già okay, rồi. Ok, em chuẩn bị tinh thần xong rồi. Nặng gần xong luôn rồi. Chuẩn bị tinh thần gì nữa. Tiêm trong nặn mà nó bắn nhân ra ngoài luôn rồi, ra cái bắp luôn rồi đó. Nặn ra được cái bắp rồi nó mới hết luôn. À, chị có gia đình chưa? À, chưa. Em về đây em thấy mọi người lập gia đình sớm lắm. Trời ơi, mấy đứa qua mùa dịch cái ba đứa học trò chị cưới chồng hết. Nên là ông bảo là chắc thầy đi trước mà thầy chưa đi mà nó đi hết rồi. Nhiều khi có ví á chị ạ. Ai mà lấy chồng vô học chị xong rồi. Thật đi chứ đứa nào có mấy bé kia mới vô học được mấy tháng. À chị ơi, em cưới. Và chứ đùa thật vậy. Bà dạ thật chứ. Bà hỏi bác sĩ bảo cưới à? Bảo, có đứa thì bảo không, có đứa thì cười. Cười chắc cười là có rồi. Rồi nhiều đứa thì kiểu như hợp năm á. Cưới luôn, mới quen được vài tháng là cưới luôn rồi. Mà nhiều kiểu mới quen được vài tháng mà cưới luôn là hạnh phúc chị nhá. Đây, nói đâu xa xôi như chị này, quen 9-10 năm không cưới. Chia tay đó còn đâu. Thế quen lâu chưa chắc là cưới được. Sắp dỗ một năm. Hả? Sắp dỗ một năm. Anh ý là, hả? Ý là chia tay được một năm. Hết hồn. Nhanh rồi, gần năm rồi. Mới chia tay đây mà gần năm rồi. Mới khóc xong mắt xong giờ chuẩn bị quen vài chục anh khác. Má ơi, cái đấy nó đâu? Bụng bọc. Nhiều đây chị xin nhé. Ngoái 50, nghĩ sao nó mọc ở đây? Dạ rồi, mụn nó tầm mọc chỗ mà đau nhất không?
cuối tuần phải về huyện xong rồi mua thịt mang ra nhờ chị Ngọc làm ruốc, làm cho hũ ruốc. Sáng đi tập gym về là làm chén cơm nằm rồi ruốc. Đi tập gym à? Ờ thì mình tụi bay đi, tụi đi luôn. Vũ anh Công đi, có anh Công đi à? Chứ gần đây mình đi cho vàng 200 nữa à? Đi ông cô nương. Em tập rồi chứ. Em tập rồi chứ chị. Em tập rồi em bỏ nữa. Đi đông thì nó vui hơn. Tập một ngày xong rồi về nhà nằm ngủ á, sáng á, không nhấc nổi người nữa chị. Thì từ từ nó quen rồi. Em đau người kêu khủng hơn ấy. Trước chị đi đánh cầu lông tuần đầu tiên về chị còn ngủ mớ mà tay chị còn khua mà. Nó mỏi tay. Yoga thì chị ngủ mơ vậy không? Không, yoga thì bình thường, yoga tập nó và đau từ từ. Còn như chị đi đánh cầu lông về đau tay, tay dơ không nổi luôn á. Đánh lực mạnh á. Em mới hỏi về cửa kia trong chị ạ. Chỗ bán phụ kiện ấy. Hỏi gì? Trang mới hỏi cho em sao. À đi làm gì? Vâng. Ở đâu? Lại làm ở, ý là làm chỗ đấy gần hơn, có cỡ 100 cây sao ấy. Trăm cây mà, trăm cây. À lộn, 100 mét sao. Chỗ phụ kiện chỗ nào ta? Đầu chị Trang kêu trên đầu này. Nhưng mà nếu mà chị Trang kêu là nếu mà làm thì chiều nay phải đi làm ở kia đã. Xong nếu mà được thì sáng mai lên nộp hồ sơ, nếu mà được thì mình làm ở đó. Tại vì chị kêu là làm phụ kiện có vẻ nóng nhàn hơn. Cô đang nghỉ sớm hơn. Là mấy giờ làm? 3 giờ chị ạ. 3 giờ chiều làm hả? Dạ, như hôm qua ấy. Ừ. Ý là làm chỗ phụ kiện đó hả? Dạ. Phụ kiện đấy em nếu mà chỉ đứng bán với lại là để xếp đồ ra thôi thì nó đỡ hơn là làm ở quán ăn. Hôm qua anh Trang mà không đón em thì em nghĩ đêm phải dọn đấy, chắc phải cỡ gần 10 rưỡi em mới về á. Ừ, phải dọn. Tại đông quá, em đâu có nghĩ là đông như thế đâu. Còn đông lắm. Chị nghĩ sao, đông đến mức mà em không có chỗ ngồi luôn mà. Khách đi vô xong rồi khách phải đứng ở ngoài để chờ luôn mà. Sao anh kia chứ, bé ơi còn chỗ để ngồi không bé ơi kia chứ. Anh ơi ngồi quán nghèo phụ, em không biết phải nhét chỗ nào để ngồi nữa luôn ấy. Tại anh kia vậy thôi để cho anh mang về. Ừ. Còn đấy đông khách mà, nổi tiếng. Đông khách mà hôm qua chị kia thì nghỉ nữa, có em thì mới vô. Còn có hai anh kia thôi, chạy không kịp luôn mà. Trong thái như ta con cứ làm đi, làm từ từ rồi mình khắc quen. Trời ơi. Nếu mà ấy làm thì làm nhà hàng Tây Bắc cũng ngon. Làm trên đó lương cũng cao, 6-7 triệu tháng. Cũng làm theo ca là lâu quá chị. Ừ. Không, lương cơ bản vô cũng phải 5-6 triệu nữa. Xong rồi em mới vô á, nên là em order ít. Còn cái anh kia làm lâu thì order nhiều. Mày ấy order nhiều khi order cả hai phần luôn á. Xong rồi hai đĩa kia bị dư thế anh ấy phải chịu à. Xong rồi bà ấy là kia chứ. Thôi là còn đỡ rồi, cứ mang ra mời khách đi, khách mà ăn đỡ cho thì mình đỡ. Thế còn bây giờ làm hàng ngày, ngày mà làm này, ngày được có 100 ngàn. Mà mày chịu vay này thì mày còn được tiền đâu ra nữa. Thế là anh ấy cũng bưng ra mời, mời một đĩa. Còn một đĩa. Chung là bà chủ thì hiền, ông chủ thì hơi nghiêm. Còn mấy cái bà là bếp á chị, ghê gớm như mà. Vừa ghê gớm vừa vui duyên đấy chị. Tại vì ỉ làm lâu rồi á. Chứ làm xong rồi kêu bưng ra kêu bếp bưng ra đi bếp, bưng vào này này, bưng ra xong rồi bưng ra đi. Mà em kêu chứ cô ơi bán bao nhiêu không biết, em kêu bán bao nhiêu không biết. Trong khi có tờ thực đơn in cô làm theo thì cô phải nói con số bàn, cô biết bưng chứ. Con mới làm đầu làm sao mà con biết được bàn này bàn nào gọi món này để con bưng ra. Xong rồi bà Hoa vô, bà Hoa lại nói cho nói, chị làm chị phải xem là bán bao nhiêu còn bưng chứ, chị mà bưng ra hết bưng bàn nào. Nói chung là làm quán ăn hơi cực. Thôi thì kiểm soát làm thực cả cũng được. Đừng ăn cực lắm. Mà quán này cũng đông thật. Trời nó đông. Đông dã man luôn. Chị ăn ở đấy 2 lần rồi. Em bảo chị Trang, chị Trang kia chứ. Ừ, mấy cái bà ở đấy vui duyên ấy. Em bảo chị cũng chẳng thích mấy bà này đâu. Từ nãy này cũng muộn đây nữa. Xong chào hắn nha.
Rồi trước bên quán bà biển bên này mà còn mở quán nhậu ở đây là cho qua tối làm thêm. À, bà biển ấy chị. Ừ, hồi trước mở quán nhậu đây mà. Giờ chắc là gì hải sản. Bà bán bên Hùng Vương hay sao? Hay là bán về quê á?